Xin chào các bạn. Hôm nay Chun sẽ hướng dẫn các bạn bài Dalla Dalla của Itzy. Và Chun sẽ hướng dẫn đoạn này đầu tiên, bởi vì Chun nghĩ đoạn này chính là killing part. Sau đó Chun sẽ hướng dẫn đến intro. Trước tiên thì Chun sẽ làm thật chậm các động tác để các bạn theo dõi. Sau đó thì mình mới vào nhạc ha. Five, six, seven, eight, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, two, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, and six, seven, eight, two, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, and seven, eight, two, two, three, four.